từ miền núi cao Tây Bắc đến vùng đồng bằng miền Tây Nam Bộ, từ miền Trung đến đại ngàn Tây Nguyên đầy nắng và gió. Ô, khăn mệt quá, đúng em bà ơi. Sáng sớm đó, các khu hào hán sáng sớm. Chào bà con, mình hôm nay đến thăm mô hình trình diễn giảm phát thải. Chào anh hai. Chào anh. Chào bà con, chào mấy chú. Chào anh. Chào các cô chú ở đây nhé. Dạ, chúc sức khỏe các cô chú. Hình ảnh người cán bộ khuyến nông cộng đồng trong tấm áo ướt đẫm mồ hôi đang trở nên thân thuộc, gần gũi với bà con nông dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Khuyến nông tôi lên đường theo tiếng gọi quê hương, đồng vàng dâng sóng lúa, che xanh quanh đồi nương. Khuyến nông tôi lên đường mở rộng thêm trang sách. Những bước chân kết nối, những hành trình không mỏi với thông điệp: ở đâu có nông nghiệp, ở đó có khuyến nông cộng đồng. Mang sứ mệnh tận hiến, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Cách đây 2 năm, ngành nông nghiệp Việt Nam đứng trước thách thức lớn trong công cuộc chuyển mình, thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hệ thống cán bộ nông nghiệp ở cơ sở, trong đó có lực lượng khuyến nông bị đứt gãy, khiến công tác chỉ đạo điều hành, hỗ trợ sản xuất gặp nhiều khó khăn. Có người đã ví von đau xót sự tan rã của lực lượng khuyến nông cơ sở, giống như cánh tay nối dài của ngành nông nghiệp đến người nông dân bị chặt đứt. Vì lẽ đó, tổ chức xây dựng lực lượng khuyến nông cộng đồng trở thành mệnh lệnh chính trị cần thiết, đòi hỏi cấp bách của nông nghiệp Việt Nam. Tại sao có khuyến nông cộng đồng? Tôi thường đã phát biểu với Quốc hội một lần. Ở Trung ương đi xuống địa phương, đi xuống bà con rồi đi về, tỉnh xuống rồi cũng đi về, huyện xuống rồi cũng đi về, chỉ có bà con ngồi lại với bà con. Mà mọi sự thay đổi, nhất là trong cái giai đoạn chúng ta đang chuyển đổi nông nghiệp, thay đổi về tư duy thế này, nó không phải dễ dàng. Chỉ là một cuộc nói chuyện là xong, chỉ là một lớp huấn luyện là xong, mà phải có những người ở cộng đồng để cùng với bà con dẫn dắt sự thay đổi, lắng nghe sự phản hồi của bà con. Khuyến nông cộng đồng nó cái tầm quan trọng rất là lớn, nó đồng hành trong suy nghĩ, trong tiềm thức như cùng với người nông dân. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, ngày 25 tháng 3 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt đề án thí điểm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng. Đề án được triển khai tại 13 tỉnh thuộc 5 vùng nguyên liệu chủ lực, bao gồm vùng cây ăn quả miền núi phía Bắc, vùng gỗ rừng trồng chứng chỉ bền vững duyên hải miền Trung, vùng cà phê Tây Nguyên, vùng lúa gạo tứ giác Long Xuyên và vùng trái cây ở Đồng Tháp 10. Trong những tổ khuyến nông cộng đồng đó, có người là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đại diện đoàn thể cấp xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn. Có người là đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Tất cả được tập hợp trong một tổ chức không chỉ mang sứ mệnh chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, mà còn hỗ trợ tư vấn phát triển hợp tác xã, thông tin và kết nối thị trường, liên kết chuỗi giá trị, đào tạo nông dân số. Một cuộc cách mạng mang tên khuyến nông cộng đồng đã và đang mang lại quả ngọt trên những sườn đồi, hương thơm trên đồng ruộng và nụ cười trên khuôn mặt mỗi người nông dân. Chào chú Hiệu, anh Lộc, chú Hiệu. Xin chào các bộ. Tính khi nào mình bón phân đợt 1 chú?
Thì hôm nay mình làm giống vậy. Xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang hôm nay, những cánh đồng cò bay thẳng cánh, xứng danh vựa lúa của quốc gia. Nghề làm ruộng ở Hòn Đất hôm nay cũng không còn cơ cực như ngày trước. Nhờ cơ giới hóa, nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và nhờ những bước chân đồng hành của tổ khuyến nông cộng đồng. Thực hiện đề án thí điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ những tổ kinh tế kỹ thuật nông nghiệp, Kiên Giang đã thành lập 116 tổ khuyến nông cộng đồng, nhanh chóng lan tỏa đến cả những vùng biên giới, hải đảo. Đều đặn mỗi ngày, Tạ Bá Hải, tổ trưởng tổ khuyến nông cộng đồng xã Mỹ Phước cùng với các thành viên lại đi xuống ấp, ra thăm đồng, gặp gỡ bà con. Kể từ khi mô hình tổ khuyến nông cộng đồng xã Mỹ Phước được thành lập, những cán bộ khuyến nông như anh Hải đã thực sự trở thành hạt nhân kết nối, đồng hành với bà con cả trong sản xuất lẫn đời sống thường nhật. Ngoài cái việc mà chuyển giao kỹ thuật đến bà con nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác thì tổ khuyến nông cộng đồng còn giúp cho địa phương phát triển về tổ hợp tác, hợp tác xã, trong đó có nhiều lĩnh vực về phát triển nông thôn mới nâng cao, thì giúp bà con liên kết tiêu thụ. Trên dẻo cao Tây Bắc, 2 năm trước, Sơn La cũng là một trong 13 tỉnh tham gia đề án thí điểm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng. Hai tổ khuyến nông cộng đồng đầu tiên được thành lập tại huyện Mai Sơn và Thuận Châu, cùng với 8 tổ khuyến nông cộng đồng mở rộng. Đến nay, Sơn La đã có 98 tổ khuyến nông cộng đồng theo tiêu chí nông thôn mới. Khuyến nông cộng đồng Sơn La thực sự đã trở thành người bạn đồng hành, tin cậy của nhà nông và doanh nghiệp. Các hoạt động được tổ chức theo 4 nhóm chức năng: chuyển giao công nghệ khuyến nông, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, hỗ trợ thị trường và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, hỗ trợ chuyển đổi số, liên kết phát triển sản xuất và thông tin thị trường. Lực lượng khuyến nông đã góp phần làm nên hiện tượng nông nghiệp Sơn La hôm nay. Tôi nghĩ rằng là cái mô hình của khuyến nông cộng đồng này rất là tốt cho cái việc mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp nói chung và đối với cô nói riêng trong cái việc mà phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến. Và với hiện nay thì Dobeco có 3 trung tâm chế biến ở tại Sơn La, Ninh Bình và Gia Lai. Thì tôi nghĩ rằng từ cái mô hình tổ khuyến nông cộng đồng ở Sơn La này thì cũng nên nhân rộng các cái mô hình tổ khuyến nông cộng đồng tại các vùng nguyên liệu của các doanh nghiệp, và có thể nói rằng là của đồng giao như ở Ninh Bình, như ở Gia Lai, như ở các tỉnh Tây Nguyên. Khi có tổ khuyến nông cộng đồng thì cầm tay chỉ việc giúp đỡ cho các hộ gia đình, bà con nông dân để tổ chức sản xuất theo đúng cái chuỗi sản xuất đã đề ra và đảm bảo các cái quy trình trong sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, tiến bộ khoa học kỹ thuật để đưa ra những sản phẩm nông nghiệp tốt nhất cho tỉnh Sơn La. Và cũng từ cái tổ khuyến nông cộng đồng này thì chúng ta sẽ có những cái hoạch định chính sách, hoạch định những cái bước đi để phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Thế và điều nữa, cũng từ khuyến nông cộng đồng này thì cái chuỗi sản xuất liên kết ngày càng bền vững và phát triển chặt chẽ hơn. Tại Tây Nguyên, quyết tâm chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương đã hình thành nên đội ngũ khuyến nông cộng đồng ngày càng gắn bó mật thiết với doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân. Điển hình ở Kon Tum, hoạt động của các tổ khuyến nông cộng đồng đã hỗ trợ người dân kết nối doanh nghiệp, mở rộng vùng nguyên liệu để hình thành vùng sản xuất cà phê trách nhiệm và bền vững. Không ngại khó, không ngại khổ, cùng ăn cùng ở với bà con, những khuyến nông cộng đồng như Đới Văn Cương, tổ trưởng tổ khuyến nông cộng đồng xã Hà Mòn, đã cùng với người dân xây dựng vùng nguyên liệu cà phê đạt chuẩn trên diện tích 2.000 hectare ở huyện Đắc Hà. Sử dụng từ 500 đến 600 gram phân trên một cây. Tham gia vào mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương, anh Cương đã chủ động liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp và các công ty tổ chức các lớp tập huấn sản xuất cà phê theo bộ quy tắc 4C.
Vừa rồi thì có cái tổ khuyến nông cộng đồng của con tôm thì là hướng dẫn và hướng dẫn cho gia đình được cái thứ nhất là kỹ thuật về chăm sóc, hai là về hỗ trợ phân bón, thì gia đình có thể cây số cà phê phát triển rất tốt. Năm 2024, ngành nông nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu lớn của quốc gia. Để những mục tiêu đó thành hiện thực, việc lan tỏa mô hình tổ khuyến nông cộng đồng trở thành yêu cầu cấp thiết. Từ những hiệu quả rõ rệt ở 13 tỉnh thành tham gia đề án thí điểm, đến nay đã có thêm 44 tỉnh thành khác thành lập thêm 4.070 tổ khuyến nông cộng đồng với hơn 37.394 thành viên. Tính đến tháng 5 năm 2024, cả nước đã có 57 tỉnh thành lập tổ khuyến nông cộng đồng với tổng số 5.167 tổ, 47.172 thành viên. Tất cả đang cùng nhau hiện thực triết lý, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 xác định. Doanh nghiệp, hợp tác xã cùng với lực lượng khuyến nông cộng đồng đóng vai trò nòng cốt. Khi cái đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh của Bộ Nông nghiệp thực hiện thì cái tổ khuyến nông cộng đồng này có một cái vai trò đặc biệt rất quan trọng. Đây là các lực lượng trực tiếp cùng nông dân hướng dẫn nông dân những cái quy trình canh tác để đạt cái mục tiêu của đề án đề ra. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thành lập tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động phục vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị ở các địa phương ngày càng rộng khắp. Bằng những bước đi khoa học tận tụy và thấu hiểu, thực tiễn ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Nam, Bến Tre, Cà Mau tiếp tục khẳng định mô hình khuyến nông cộng đồng mang tính tất yếu. Hình ảnh cán bộ khuyến nông cộng đồng có đầy đủ kỹ năng kết nối thị trường, có kiến thức khoa học công nghệ, kỹ năng cộng đồng dần được hoàn thiện, giữ vai trò trung tâm trong chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp. Hệ thống khuyến nông ở Việt Nam là một trong những hệ thống khuyến nông mạnh và đồng bộ từ trung ương tới cơ sở với đội ngũ đông đảo. Năng lực của hệ thống khuyến nông về kiến thức, về kỹ năng rất chuyên nghiệp. Chính vì vậy, khi tổ chức JICA phối hợp thực hiện dự án với hệ thống khuyến nông Việt Nam thì rất thuận lợi trong việc triển khai các hoạt động của dự án. Đặc biệt, chúng tôi đánh giá cao hoạt động khuyến nông cộng đồng của Việt Nam và trong tương lai, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với hệ thống khuyến nông Việt Nam. Dẫu còn nó nhiều trở ngại, thách thức từ thực tiễn, nhưng có thể khẳng định rằng, sau 2 năm thực hiện đề án thí điểm, mô hình tổ khuyến nông cộng đồng ở các địa phương đã chứng minh hiệu quả to lớn. Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội từ hoạt động của khuyến nông cộng đồng ở các địa phương đã góp phần xây dựng nông nghiệp hiện đại hơn, nông dân văn minh hơn, nông thôn đáng sống hơn. Chúng tôi đánh giá rất cao cái sự vào cuộc của các đơn vị, các chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt là cái khối doanh nghiệp. Chúng tôi đã tạo một cái không gian mở cho cái hoạt động khuyến nông và đã chuyển đổi mạnh cái tư duy khuyến nông, thay đổi cùng với cái tư duy là chuyển đổi sang cái tư duy về kinh tế nông nghiệp. Với cái kết quả như vậy thì trong thời gian tới thì chúng tôi mong muốn là sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cái chính quyền các cấp, đặc biệt là cái sự vào cuộc của các cái cộng đồng doanh nghiệp, làm sao để khai thác được cái lực lượng khuyến nông cộng đồng này đi vào hoạt động một cách có hiệu quả. Và chúng tôi cho rằng đây là một cái lực lượng chính để tham gia vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển đổi mạnh mẽ cái tư duy từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp.
Từ kết quả to lớn mà đề án thí điểm mang lại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục có văn bản đề nghị các địa phương xây dựng, ban hành cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nông dân, trở thành lực lượng chủ lực của nông nghiệp ở cơ sở. Một hành trình mới, một cuộc cách mạng mới để khuyến nông nói chung và khuyến nông cộng đồng nói riêng có thể đóng góp mạnh mẽ hơn nữa vào sự nghiệp, nông dân, nông thôn. Bởi thực ra xây dựng nông thôn mới chính là xây dựng được một cái cộng đồng đoàn kết, hài hòa, hợp tác với nhau thôi. Chứ không phải là xây dựng nông thôn mới là chỉ là cầu, là đường, là trường, là trạm, mà chính là xây dựng cái cộng đồng đó. Cái tinh thần hợp tác, tinh thần thay đổi, tinh thần mới mẻ của cộng đồng đó, thì tôi nghĩ rằng đó mới chính là cái sứ mạng tổ chức đời sống của cộng đồng, của lực lượng khuyến nông cộng đồng là vậy. Hào Hàn ơi, Hào Hàn ơi. Ở đâu có nông nghiệp, ở đó có khuyến nông cộng đồng. Nhìn lại hành trình 2 năm qua, dù non trẻ, nhưng đội ngũ khuyến nông cộng đồng đã khẳng định vai trò kết nối và đồng hành. Ngành nông nghiệp Việt Nam đã và đang mang sứ mệnh xây dựng nông thôn mới phồn thịnh và văn minh vì sự giàu có của người nông dân. Trong xu thế chung của thời đại, nông dân Việt Nam cần một người bạn đồng hành để chuyên nghiệp hơn và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Người bạn đó là khuyến nông cộng đồng. Tận tụy, thấu hiểu và chia sẻ, khuyến nông cộng đồng kết nối, đồng hành và phục sự nhân dân vì sự nghiệp xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.